Dạ vâng, mai chiếc chè bông xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay em về vườn quay một số cái loại mai giống cho chúng ta cùng xem ha. Thì thật ra bên vườn mai nhà em rất rất là nhiều giống nha cả nhà. Nó tên khoảng 40 loại giống ha. Thì trong đó thì có những cái giống mai mới lạ như là giảo siêu bông Sài Gòn nè, rồi bạch mai Thái, rồi cúc hai tầng, rồi rất là nhiều cả nhà. Đó, xin mời cả nhà hãy cùng tham quan cái vườn mai nhà em nha. Thì hàng bên đây á, chính là cái hàng giảo tự sắn cả nhà. Ở gốc bứng loại này chơi Tết thì hôm nay em có giao lưu với cả nhà. Cả nhà biết không, cái này á, thì bên em sẽ quay từng cây nha. Trời ơi, coi nè, cả nhà nhìn nè. Đó, he, có những chú hú rất là dữ luôn. Đây, cả nhà nhìn nè, nó những cây lùng lực nha. Tán to, trời ơi, coi nụ nè. Đó, đây cả nhà, nó có những em như thế này nữa nè. Đây, cả nhà nhìn nè. Trời ơi, dễ thương ghê chưa. Đó, he, đây cả nhà. Đó, rất là, trời ơi, coi nè, có những bộ đế rất là đẹp nha. Đó, đây là con hú thân lắc nè, quá trời luôn ha. Đó, thì những cái cây này thì bên em sẽ giao lô và giới thiệu từng cây cho chúng ta cùng xem nha. Rồi, và phần bên đây là phần hàng mai giống của vườn mai nhà em nha cả nhà. Xin mời cả nhà hãy cùng tham quan nha. À, bên đây là giảo tự sắn đây. Đó, còn hàng bên đây thì em ghép tất cả các cái loại giống mai mới lạ ha. Rồi các cái giống mai mà bên em đã test mặt bông thì hoa bông đẹp á cả nhà. Đó, ghép khoảng trên 70-80 ngàn cây ha. Nói chung là quay như thế này để cho cả nhà mình biết là cái vườn em á cả nhà, tự nhân giống, tự làm ha, tự test mặt hoa ở tại vườn chứ không có mua là đi bán lại. Cho nên cả nhà là giá tận gốc luôn nha, và chất lượng giống thì đảm bảo với chúng ta luôn. Rồi, cái mé bên đây là cái hàng mà để những cây mai giống cả nhà, để chúng ta lấy bo để ghép vào những cây nhỏ ha. Đó, thì những cô đây là làm suốt cho em nè ha, ghép rồi thay rồi trồng bịch đủ loại hết. À, và em giới thiệu đây là một cái lô mai giảo tự xoắn nhỏ nha. Nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha. Em thấy nụ quá trời luôn nha cả nhà. Đó, đây. Đó, cây như thế này đây. Đó, giá là 100 ngàn một cây nha. Bên em 3 cây thì sẽ bao phí vận chuyển, và 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha cả nhà. Đó, những cái cây nhỏ nhưng mà nụ ghê lắm. Đó, đây nè, một số cây nó đang tạo nụ nha. Đó, rất là đẹp luôn cả nhà. 100 ngàn một cây. Dễ thì xử lý đủ kiểu nha. Thân này thân kia rồi ôi tùm lum hết trơn nha cả nhà. Đó, giá thì 100 ngàn một cây. À, ai thích cái loại mai quấn nghệ thuật á thì xin hãy alo bên vườn mai nhà em nha. Bên em cung cấp rất rất là nhiều loại giống nha cả nhà. À, không nhất thiết lấy một giống, mà nếu lấy nhiều giống mà từ 3 cây trở lên thì bên em vẫn bao phí vận chuyển cho chúng ta nha. Đó, đây là hàng giảo tự sắn đây. Rồi, tiếp tục bên đây chính là hàng giảo bạch kim. À, loại này vừa chơi hoa vừa chơi lá nha cả nhà. Đây là lá cẩm thạch nhưng mà bông vàng nha, chứ không phải bông trắng nha cả nhà. Đó, đây ha. À, cây cao chắc khoảng 1 gen tay của em thì giá là 100 ngàn một cây luôn nha. Nếu chúng ta lấy 3 cây bên em bao phí vận chuyển. Rồi, hàng bên đây chính là giống nữ hoàng pha lê nha cả nhà. Nữ hoàng pha lê đây. Đó, cả nhà nè, thấy ha. Nữ hoàng pha lê này thì giá là cũng 100 ngàn một cây luôn nha. Rồi, tiếp tục ngoài cái giống đó thì bên em còn có cái loại cúc 2 tầng nha cả nhà. À, loại này nó nhỏ nhưng mà em thấy nó được một ít nụ nha. Loại này về chúng ta có thể Tết này cũng có thể được ít hoa nè cả nhà. Đó, nè, nụ này ha. Cúc 2 tầng này là 2 tầng Quỳnh Tấn Phát nha. Loại này là hoa đẹp bông chùm cho cả nhà chứ không phải bông đại bông nha. Rồi đây, cây như thế này em bán với giá là 80 ngàn một cây nha. Chỉ có 80 ngàn một cây thôi cả nhà. À, nếu mà chúng ta lấy 3 cây bên em bao phí vận chuyển. Trời ơi. Đây. Đó, có một số nụ nó đang chuẩn bị nở đó cả nhà. Rễ thì đủ kiểu nha. Đó, rễ thì đủ kiểu ha. Rồi, giá chỉ có 80 ngàn một cây thôi nha. 80 ngàn một cây cúc 2 tầng Quỳnh Tấn Phát nha cả nhà. Trời ơi nè, nè nè nè. Nhỏ nhưng mà nụ nhóc luôn nha. Đó, cái này về chúng ta Tết nay chắc được hàng vài bông ha. Rồi, tiếp tục hàng bên đây. Hàng bên đây chính là hàng cúc hoa hồng thanh tú mà là hình con rắn nha. Đó, cúc hoa hồng thanh tú mà hình con rắn nè. Rồi hình cúc thọ hương hình con rồng. Đó, nói chung là đủ kiểu hết nè. Thọ hương con rắn cũng có luôn. À, mấy cái bệ cũng có luôn. Nó như thế này nha. À, cái này là giá 200 ngàn một con nha. 200 ngàn một con nha cả nhà. Hai con thì bên em sẽ bao phí vận chuyển nha. Đó, thích loại nào thì xin hãy alo cho em nha. Rồi, tiếp tục cái hàng giống bên đây nữa. Chính là cái hàng hoa hồng thanh tú này, là loại rễ này, rễ đủ kiểu nha. Đây cả nhà. Đó, loại này thì 120 ngàn một cây.
Nếu chúng ta lấy ba cây bên em bao ship thì cả nhà nhìn thấy loại này cũng vừa chơi hoa vừa chơi lá nha. Lá của nó đỏ rất là đẹp luôn ha. Rồi, ngoài loại đó nữa thì bên em còn có cúc tỉ mụi hay còn gọi là cúc chờ nhau nha. Đây, đó, cả nhà một số cây về chúng ta có thể lấy bo được nha. Rồi, giá là 100 ngàn một cây nha. Cúc tỉ mụi hay còn gọi là cúc chờ nhau. À, mà vì sao người ta gọi là chờ nhau cả nhà? Bởi vì khi nó nở một cái hoa cái thì nó sẽ búp búp, nó chờ những cái nụ kia nở ra tiếp ha. Thì nó nở ra rộ một lượt luôn, cho nên người ta gọi là chờ nhau nha. Đó, hai gian tay cả nhà, giá 100 ngàn một cây nha. Rồi, thêm một cái giống nữa, đó chính là cúc bốn lông nha. Cúc bốn lông hay còn gọi là cúc mười dương nha. Rồi, em sẽ qua đây nha cả nhà. Loại này thì hoa to cực đỉnh nha cả nhà. Hoa rất là to luôn, rất là đẹp luôn nha. Trời trời trời, đằng kia có một cái bông chùm rất là đẹp luôn nha. Wow, đây, đó, bông chùm đây nha. Nó này thì khoảng ba mấy cánh nha cả nhà. Loại này nó nhỏ nhưng mà em thấy nó ôm nụ rồi nè. Thì giá chỉ có 70 ngàn một cây thôi cả nhà. Đó, cây thì tụi em đã vô dây chỉnh sửa hết nha. Giá thì có 70 ngàn một cây thôi. Nếu mà chúng ta lấy 5 cây thì bên em sẽ bao phí vận chuyển, và 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha. Đây, hàng bên đây là hàng gốc to nha. Gốc to hơn cả nhà. Đó, gốc to hơn, củ bự hơn. Giá là 125 ngàn một cây nha. Nếu chúng ta lấy loại 125 thì 3 cây thì bên em sẽ bao ship nha cả nhà. Rồi, dài dài bên kia còn có quảng hương mộc mai nè, hoa hồng thanh tú, cúc 40 Quỳnh Tấn Phát. Đây, bên đây là cúc 40 nha. Đây cả nhà. Đó. Thì giá có một số cây nó cũng có nụ rồi nè. Giá là 100 ngàn một cây nha. 4 cây bên, 3 cây bên em bao ship nha. Rồi, hàng bên đây chính là hàng giống giảo nu xù, ghép chỗ nào nu chỗ đó, ghép chỗ nào xù chỗ đó. Rồi, em qua bên đây cho cả nhà mình coi nè. Đây cả nhà. Nó ghép ở đầu nu đó, ghép đầu xù đó nha cả nhà. Đó, cây nó rất là mập luôn. Vậy thì xử lý đủ kiểu nè. Giá là 100 ngàn một cây nha. Nếu chúng ta lấy 3 cây bên em bao ship và 10 cây thì bên em sẽ tặng một nha. Đó, rất rất là nhiều giống nữa cả nhà. Ở hàng bên đây cũng là hàng ghép mai giống nè. Ai thích loại nào thì xin hãy alo bên vườn mai nhà em nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.